Rồi, xin chào cô chú anh chị em mình ha. Hôm nay ngày 21 tháng 5 này, Tại có cập nhật lên cho cô chú anh chị mình một con ba bê lỡ tầm cũng cỡ 10 đến 11 tháng ha, với cặp kế là khoảng 9 tháng đổ lên nha cô chú anh chị, với một cặp nhỏ đó nha, cặp nhỏ cũng tầm trên 6 tháng nha. Đó, cô chú anh chị mình xem hết video giúp em nha. Nói chung hồi sáng giờ bòn qua về, nhưng mà sáng giờ em cũng không có đăng lên. Tại cửa hàng có mấy ông anh ông ghé ông coi á, nên là bữa nay em chốt cho ổng ở dưới Đồng Nai hết 5 con, với Bình Dương 4 con à. Chung bò nhỏ nha cô chú anh chị, mấy kia tầm mét lẻ mấy với là mét mốt không à. Giờ còn lại con lỡ lớn với cặp đó mét mười mấy nè, với hai con nhỏ nè, hai con nhỏ tầm mét lẻ 5, lẻ 6, lẻ 7 à cô chú anh chị. Thôi để em quay trước cái tổng thể cái con bò lớn này trước cho anh chị mình xem tham khảo trước ha. Và cũng nhớ cho em một lượt like bên góc trái màn hình, với là một lượt đăng ký kênh giúp em ha. Đó. Cái con này trước mắt anh chị đây là nó dạng bò cũng lực nha cho chú anh chị. Đó. Nó dạng lực nha, nó xương nó vàng dai, nó rã lưng rã đùi lắm nha cô chú anh chị. Đó. Cái bờ dai nó thôi nó ú luôn ngoài luôn kìa. Đó. Đó, anh chị mình thấy không, nó là dạng ăn nó khỏi phải chơi luôn nha. Ừ. Ăn nó khỏi phải chia luôn nè. Bò này thì em về đây toàn ăn rơm mà. Cỏ thì nói chung mấy bò nhỏ nhỏ em lâu lâu em cắt, em kêu chú cắt đỡ cho vài bao ăn, chứ không có cỏ nha anh chị. Em không có giữ cỏ ăn cho ăn rơm không. Bò ăn rơm rất dễ ăn luôn. Con này tầm cũng 11 tháng nó lên, 11 tháng cũng dưới nha. Được không? Con này bốn chân trụ thẳng hết nha cô chú anh chị. Nó cái đuôi rất là lớn luôn. Cái đuôi to nha. Con này một màu đen hết nha con anh chị. Ủa, con này dần chân chân trụ nó khỏi nấu luôn. Cái mẫu xin đẻ ra là mình khỏi phải chê luôn. Có nhiều con nó mát sữa, nó còn lai sâu hơn y như con F2 đi cô chú anh chị. Con này cổ dần cổ con khúc. Rất lực bò luôn. Chiều cao nó cũng 1m17 ăn về nha. 17 đổ về nha cô chú anh chị. Em đo là cái khoảng giữa lưng nha. Nó cũng xê xịt, cũng khoảng cái sái nằm đây em đo cũng sụp sụp cái sái chút đỉnh đó nha. Cái hỏi đo chứ không phải là đo ngay cái nách nha. Đó, em đo tầm là ngay chỗ này nè. Đó, em đo giữa lưng nữa ha. Chứ không có đo khu sau khu nha, mình cho dễ hình dung nha anh chị. Đó, như em báo qua, em báo giá lẻ con bò này trước cho anh chị mình ha. Bò này giá chốt cho anh chị mình luôn là 24.500 nha. Đó, con bò lẻ nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m17 bò nha. Bò lực bò nha cô chú anh chị. Còn lực bò lắm nha. Nói chung giá chốt là em bao phí khu vực cũng gần gần thôi nha cô chú anh chị. Ví dụ con lẻ thì em bao khu vực Củ Chi thôi. Phạm vi tầm cũng khoảng 50 km đổ về thôi nha cô chú anh chị. Chứ không có xa nha. Xa anh chị mình phụ phí giúp em nha, phụ phí em nha. Rồi tiếp tục cái cặp kế này. Hai cái con này thì hồi nhỏ nó cũng có diêm da hơi nha cô chú anh chị. Đó, cái thẹo thôi, chứ không có bị u nha. Con này chiều cao cũng 1m14-15 nha cô chú anh chị. Đó. Cái con này thì 1m13 ha. Đó. Cái con này thì còn lại bữa đó, bữa em bán hết ba hai kia còn lại mình ảnh. Nhưng bắt con này về em ráp vô hai con chung nè. Nói chung hai con này dạng xương khung thì họ thì nó lật nhau anh chị. Dạng xương khung rất lật ha. Tại sẵn em quay có con đầu tiên cho anh chị. Con này lông da rất là nhuyễn nha. Con này dạng lông rất là nhuyễn luôn. Dạng chân thì khung chân thì nó đi đứng đồ hoàn thiện nha anh chị. Chân thẳng hết nha, không có dùng nha. Bò tầm có 9 tháng của lên nha anh chị. 9 tháng bò lên nha. Bò này tầm cũng cỡ mình dỗ cũng mau lên nha. Nói chung ở chủ người ta nuôi cũng hơi thiếu thốn á. Con này cũng về tổ luôn rồi chú anh chị. Về tổ được có mấy con lớn à, còn mấy con kia nhỏ con do rồi. Chiều cao 1m17 bò hết nha con chị. Đó. Con kế tiếp thì nó hơi thua chút xíu nha. Tại con kế tiếp thì nó hơi dần lưng, nó hơi rã nha. Đó, rã lưng đầu luôn nha con chị. Chân cẳng đồ hoàn thiện á, giá thì hai hò ha. Giá đủ hai hò.
hai con này là kè kè nhau, dần mình con này hơi dày hơn nha anh chị, dần mình con này hơi dày hơn kia chút ha, nhưng mà hai con này đít đó, dần đít con này thì hơi nhỉnh nhỉnh hơn chút. Rồi, cặp này em chốt giá cô chú anh chị mình luôn nha, cặp này là giá chốt của em là hai con này là 40 nha, đó cặp này nha, giá chốt của em nha 40 triệu nha. Đó, anh chị kinh nào cứ mua liên hệ cái số điện thoại em để trên ha. Nói chung mấy con này là cái dàn lưng vai nó hở hết nha cô chú anh chị, đó dàn lưng vai nó hở hết rồi, bò này dỗ lên nha, bò này ăn cám được hết nha cô anh chị, vậy em cũng có tập cám cho ăn hết rồi. Nói chung là vậy nó thay đổi chỗ chuồng với lại chủ người ta cho ăn cám khác, về đây mình ăn cám khác nó hơi là lạ ha, nên cũng quen hết rồi anh chị ha. Nó chốt giá anh chị mình luôn cặp này 40 nha. Rồi tiếp tục hai con nhỏ tầm cũng cỡ mét lẻ 6 lẻ 7 bò nha anh chị. Đó, lẻ 6 lẻ 7 bò nha. Mà hai con nhỏ rất là biên bò nha anh chị. Đó, rất là biên bò ha. Đó, bà lớn còn ăn rơm thường. Dàn chân trụ đều thẳng hết nha anh chị. Nó thì rúng yếm bò mỏng bò vàng đẻ ra, rúng yếm nó cũng lòng thòng chứ không có ai lai sâu nha. Một con này nó cũng rất là mát sữa luôn. Chung hai con này có lưng nữa kìa. Ồ dàn lưng đôi nha anh chị. Đó, lưng đôi vai hở nha. Nói chung nó nhỏ mà nó độ bò nha anh chị. Nè, em quay chằng mông đó nè. Bò này cái khung nó về nữa lớn nó cũng vẫn vậy luôn anh chị. Đi. Bò nãy chưa tuột lông máu hết. Có người thì bán sớm, có người thì bán để bự họ bán đó nha. Họ cũng kẹt kẹt tiền họ bán, họ chiết ra đó. Hai con này đều. Con này họ nãy em mới cắt nè, khớp cái mỏ nó hơi chặt á. Nói chung cũng mau lành lắm nè, nó hết rồi nè anh chị thấy không? Nó cũng hơi siết cái gì khớp vô chứ không có gì. Con này thì độ pin hơn. Con này độ hơn cái con đen luôn. Con lưng này. Con cái lưng quá ú. Đi coi. Ôi đít nó nè anh chị thấy không? Bò đít, đít đít nhìn tướng giống như con gấu. Đục như con gấu thôi. Cấp mình hai con này rất là nhẹ nuôi luôn anh chị. Hai con này rất là nhẹ nuôi. Ú lù. Ừ. Hai cái tà mông nó kìa, anh chị bây giờ thấy không? Hai tà mông nó nhỏ còn độ nha. Nói chung bò đẹp thì tiền đẹp nha anh chị. Đó, chứ để là mình nói ủa hai bò có mét lẻ mấy mà đâu mà tới ba mấy triệu. Đó, nó tùy theo khung bò anh chị mình ha. Anh chị mình hình dung giúp em nha. Nói chung là chân trụ không có bị ấp xe rúng ruột gì hết nha anh chị. Đó. Em ngồi em quay cho dưới cho mình dễ dòm nha, chứ không phải là quay ấy nha. Đó. Ồ con này nó ú lù. Nói chung cái dàn biên độ thì giá tiền nó khác nha anh chị. Đó. Con này mà nữa nó lớn lên cái dàn cái kẹt háng nó dàn đùi đóng rất là sâu luôn anh chị, thấy không? Rồi, hai con này chốt giá của anh chị mình luôn 36 triệu luôn nha. 36 triệu giá tại chuồng em nha. Đó. Cặp này 36. Rồi cặp cuối cùng hôm qua em quay bữa quay 4 cặp á mà còn bán hết là còn lại có con cặp này anh chị. Cặp này bữa em nói 38 triệu nha. Đó anh chị nào coi lại giúp em nha. Bò này tầm cũng cỡ 8-9 tháng bò lên hết anh chị, mét mười mấy bò hết nè, hàng này nè. Ồ con này có màu rất đẹp luôn. Con này hơi thiếu nuôi. Thiếu cám bò này, giờ nung cám rồi mau ra anh chị. Nó cũng đang bóng bò đang sức lên nè. Đó anh chị mình xem kem là coi lại cặp bò này giùm em nha. Đó 38 triệu cặp này nha anh chị. Chiều cao mét 12 bò lên hết rồi. Bò dàn khung có sẵn là gì anh chị mình dỗ lẹ. Rồi anh chị nào ưng cặp nào nhắc máy liên hệ em nhé. Cặp này nhỏ bằng quá pin luôn nè. Chốt giá là 36 triệu luôn cặp này. Đó, anh gọn lẹ luôn. Đùi bọng đồ nó úp nóc anh chị ơi. Coi nè, bò con mà nó ăn rơm vậy nè. Ăn rơm, ăn cỏ, ăn cám gì cũng dễ ăn nha anh chị. Rồi em còn lại ba con lẻ luôn, sẵn em quay em báo giá luôn
ba con này hôm nào hôm nay còn lợi nè anh chị đó, mét mốt với mét mười mấy hết anh chị đó. Bộ gỗ này nó dễ ăn luôn, bò này vô thuốc đầy đủ hết anh chị ơi, sổ lại thuốc ký sinh trùng đường má mình chích hết cho anh chị mình luôn à. Rồi con này ăn xương khỏi nó xương luôn, con này xương trụ rồi, ghê không, đứt nó nè. Ừ con này mét mốt nha anh chị, đùi đóng to rồi cái đùi nó nè, quá thòng luôn. Con này 18 điều anh chị đó, con đầu tiên 18 điều đó. Con kế, con kế này mét mốt cứng nha anh chị, nó hơi xấu xấu vàng đầu nha, nhưng mà lông da rất là mịn nha, vàng đùi vàng đít vàng vai đồ nó mỏng mà nó lên nó hở hết anh chị. Còn cái bò này giờ ăn là khỏi phải đất ăn luôn, bò này ăn là lên anh chị. Nhưng con sám này nè chị đó, rồi con sám này nè, con vừa nó ăn rơm nè, con vừa dễ ăn luôn, con này nó rã vai nó hẻ bò cái vai luôn nữa. Rồi hai con này bây giờ anh chị nào dở lên lẹ tấp hành luôn, dạng ăn nó thì lực ăn rồi, chích thuốc đầy đủ hết nha anh chị, trong ba này chích thuốc đầy đủ hết rồi. Rồi con sám với con bê sám với con bê đỏ này luôn nè đó, 39 triệu chốt giá cho anh chị mình luôn. Con này cứng mét mốt, ngoài mét mốt nha anh chị, cặp này ngoài mét mốt nha. Có em còn là có mấy con nhỏ 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 nè, con này em giao hết rồi. Có cặp này 39 nha anh chị, con này lẻ này 18 triệu, cục cục cổ nè 18 triệu nè. Ồ có đít nữa kìa, ồ nó băng đâu quá trời lực luôn. Rồi anh chị này nhanh tay sở hữu mấy con bò giúp em nha, ưng nào liên lạc giúp em ha. Rồi cảm ơn anh chị buổi chiều ngày hôm nay ha, hẹn video tiếp tiếp rồi vào ngày mai các anh chị ha.